chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip, sẽ unbox để tiếp tục cái chỗ mô hình. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ lắp con Doraemon, và rất có một người đã yêu cầu là mình sẽ lắp máy luôn. Ok, mình sẽ thực hiện luôn. Chắc là cũng có nhiều người thích nên là mình sẽ tiếp tục làm theo yêu cầu mọi người, và mình sẽ tiếp tục gọi là unbox cho anh em xem gọi là cái chỗ mô hình này sẽ thực ra là cũng như mấy con mô hình khác thôi, chứ còn không gì để nói nhiều nên thôi. Mình sẽ quay mở hộp nhé, mở hộp và lắp luôn heo. Do mình dậy hơi muộn, anh em thông cảm chút. Thì không sao, thực ra làm YouTube thì đâu có vội vàng về thời gian đúng không? Thế nên là cũng có việc quay thôi. Em ạ. Giờ sẽ quay luôn cho anh em xem. Cái đoạn unbox này sẽ hơi lâu chút. Giờ sẽ quay, mình sẽ bóc từng cái khe một. Bây giờ sẽ bóc siêu. Bây giờ sẽ bóc cái siêu này. Bây giờ sẽ quay cái đoạn bóc một chút. Đây sẽ quay lại bóc. Hey, ok, bây giờ sẽ bóc cái siêu ra. Hey, ok rồi. Hôm nay sẽ lắp em Doraemon này. Đây mình sẽ bóc cái siêu ở phần dưới này nữa này. Đây, từ ra trong hộp có hai con nhưng mình sẽ lắp một con thôi. Lắp cái con Doraemon ở đây thôi. Đây, con này sẽ lắp con này, còn con này để mai lắp em nhá. Con này mình sẽ lắp con Doraemon này thôi, còn có đi sau sẽ lắp con kia em ạ. Cái hôm nay mình sẽ lắp tiếp tục là cái con này. Đây, chung là ngày hôm nay làm luôn đây. Rất nhiều người không chưa lắp cái con này, ok mình sẽ khoáng làm luôn cho anh em xem. Đấy, đơn giản, cứ mọi người yêu cầu gì mình cứ làm thôi. Đấy. Giờ tiếp tục quay cái đoạn lắp cho anh em xem. Đấy. Quay đoạn này nó dài dài một chút. Bây giờ sẽ lắp thôi nhá. Giờ quay đoạn lắp ghép cho anh em xem luôn. Bây giờ mình đang làm lắp theo hướng dẫn, nói chung là lắp cẩn thận một tí. Chưa cái mà lắp mà cái có sự kiên trì em ạ. Nói chung là mình lắp nhiều con mồi khác nhau rồi nên là cũng có kinh nghiệm rồi. Nên là mấy con mảnh bột này lắp hơi lâu một chút anh em thông cảm. Thì mình sẽ quăng lắp nhanh hơn. Nói chung là lắp theo hướng dẫn nó cũng dễ thôi. Đây. Có hai mảnh trắng, sáu mảnh trắng, cho hai lần. Đầu tiên lắp hai cái chân của con này. Tiền lắp cái chân của hai con này đã. Bây giờ mình sẽ bên ngoài hơi một chút để mọi người thông cảm. Nên là mình sẽ quay vào cái thời điểm nó không được như muốn, anh em thông cảm chút.
been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like it in the rain. Bây giờ hôm nay sẽ làm clip lắp cho mọi người xem. Nói đúng là clip lắp mình lắp nhiều con rồi, nên là cũng hôm nay mình sẽ lắp mấy con này thôi. Trong hộp này còn 590 mảnh, nên là nó sẽ khi mà lắp xong nó sẽ còn thừa khá là nhiều em ạ. Đây, khi mình lắp xong nó sẽ mình sẽ phải để con này ra xa chút. Nói chung là cái mấy răng cưa này lắp hơi khó chút. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem đoạn lắp ghép này. Theo đang quay là bị gọi như này nên là cũng hôm nay là cho lên sóng luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem gọi là. Nói chung là khi mà quay đến, nói chung mình quay nó sẽ dài hơn một chút thôi chứ không quay quá đà em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cái đoạn lắp. Bây giờ mình sẽ lắp mấy phần này. Nói chung là quay sẽ tầm 7 phút là mình sẽ phải tắt thôi, bởi vì là đến đoạn sau là mình sẽ còn phải nói chung là quay đến phút thứ 7 là tắt. Vì mình còn chưa quay, nếu quay vào lắp này sẽ hơi lâu nên là mình sẽ phải tắt thôi. Đoạn này mình sẽ phải cắt tại đây thôi, còn nếu mọi người thấy quên các đoạn này rồi, đoạn sau khi mà hoàn thành ấy, thì mọi người sẽ xem cái là chiêm ngưỡng cái đoạn mà mình sẽ lắp xong em nhé. Đây, hiện tại mình đã lắp xong em Doraemon rồi, sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng xem cái thành quả em nhé. Khi lắp xong nó sẽ còn thừa rất là nhiều mảnh. Còn tập sau mình sẽ cố gắng lắp cái con vịt này em ạ. Cái con mô hình màu đậm, cái con mô hình sẽ làm trong cái hộp giống y như này thôi. Nói chung là thôi, clip hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Và clip ngày hôm nay mình sẽ quay, nói chung là tổng kết cái cả con này quá trình lắp ấy, nó sẽ phải mất một tiếng đồng hồ xong em ạ. Để cho người xem thành quả, chiêm ngưỡng. Đấy, nhìn khá đẹp đấy chứ. Đây là con mô hình mà rất là nhiều người yêu cầu mình lắp. Thế ok, mình sẽ lắp ngay luôn. Và mình đã phải order về nên là cũng mình sẽ tiếp tục là lắp cho anh em xem. Và thôi, clip hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Còn nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like, share cho mình tiếp tục ra nhiều video hơn nhá. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại đến clip tuần sau.